Theo cơ quan điều tra, ngoài việc chiếm đoạt số tiền của người tiêu dùng thì những nguy cơ cháy nổ mất an toàn đối với phương tiện giao thông đang hiển hiện đối với mỗi người hàng ngày khi họ mua phải xăng dầu kém chất lượng. Nhiều người dân ở khu vực hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi đổ xăng tại hai cây xăng vừa bị cơ quan công an phát hiện pha chất dung môi, các phương tiện của họ thường xuyên bị chết máy khi đang lưu thông hoặc gặp các hỏng hóc khác. Còn đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An cho rằng việc pha hợp chất dung môi và bột tạo màu lên tới hơn 50% tỷ lệ xăng là rất nguy hiểm. Đây là nguyên nhân gây mất an toàn với động cơ và người sử dụng phương tiện. Việc sử dụng dung môi này là một cái chất rất dễ cháy, nguy cơ cháy nổ rất cao. Đồng thời là nó có ảnh hưởng hư hỏng cho các động cơ, đặc biệt là cái bộ phận điều phối xăng, à, điều phối phối trộn xăng hay là cái bộ chế hòa khí. Theo điều tra chất dung môi và bột tạo màu nêu trên không được phép sử dụng trong pha chế xăng dầu không chỉ là nguyên nhân gây mất an toàn cho phương tiện khi lưu thông khí thải từ các động cơ còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh sau khi vụ việc bị phát hiện tổng cục môi trường đã cử đoàn công tác vào thành phố cần thơ để kiểm tra ba doanh nghiệp bán chất dung môi ra thị trường Bản thân những đơn vị này thì họ sản xuất dung môi và cung cấp theo đồng thương mại à, cho một số các đơn vị khác ở ở địa bàn Nghệ An và một số địa phương khác. Nhưng mà trong những hợp đồng cam kết theo báo cáo nhanh thì họ cũng ghi rõ điều khoản là không sử dụng cho pha chế xăng dầu. Hoạt động sản xuất bản chất của mấy đơn vị trong cần thơ ấy thì họ cũng không sử dụng cái loại này trong hoạt động pha chế xăng dầu của họ. Cũng theo đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bằng mắt thường rất khó để phân biệt xăng kém chất lượng trên thị trường do vậy các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra và tiếp nhận tin báo từ người dân để giám sát các hoạt động kinh doanh xăng dầu đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng